Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Hồng Nguyễn Hùng, bạn hết tháng hội viên rất tốt, đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Hồng Nguyễn Hùng rất nhiều. Rồi cảm ơn Thi Chuẩn, bạn vừa đăng ký tham gia hội viên rất tốt, ủng hộ app. Cảm ơn Thi Chuẩn. Chiến thần ở rễ Diêu Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 4923 đến chương 4927. Mã Siêu đi theo Dương Thanh đi vào trong một căn phòng, thấy bốn phía không có một ai. Anh lập tức đóng cửa phòng, nhỏ giọng hỏi Dương Thanh: "Thanh ca, em cũng cảm thấy nơi này không thích hợp, có cái mùi vị kia, như như cũng giống như mùi thi thể thối rữa, ngược lại giống như mùi tanh hôi của một loại động vật nào đó vậy." Dương Thanh sắc mặt nghiêm túc giải thích ra: "Em mạnh hơn so với những kẻ đó, cho nên chuyện này cũng có thể cảm nhận được. Mùi tanh hôi kia hoàn toàn chính xác không chỉ là mùi của xác chết, mà phần nhiều còn là mùi trên thân có một loại sinh vật khác. Về phần chúng là sinh vật gì, anh hiện tại cũng chưa biết. Bọn chúng ẩn tàng rất sâu, ngay cả thần trí của anh đều không thể nào phát hiện ra chúng. Chỉ có điều anh có thể xác định chính là những vật kia đều ẩn giấu sâu ở dưới mặt đất. Mùi hôi thối đích thực cũng là dưới mặt đất bốc lên." Mã Siêu nghe xong trầm tư chỉ chốc lát, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng hỏi Dương Thanh: "Thanh ca, anh nói thử xem, những cường giả được phái tới trước kia sẽ không phải là bị thứ đồ vật dưới mặt đất chờ chết đó chứ?" Dương Thanh gần như không chút do dự nhưng gật đầu trả lời Mã Siêu: "Không sai, bất quá cũng phải là toàn bộ đều là chết trong tay những vật dưới mặt đất kia." Mã Siêu một bên mặt mờ mịt thoái ra: "Chẳng lẽ còn có những vật khác nữa sao? Xem ra nơi này đất sắt vẫn là vô cùng quỷ dị à. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Gọi những người kia trước tiên ra bên ngoài, rồi tiếp đem những vật dưới mặt đất kia đào lên hay sao? Sau đó sẽ đi tìm những vật khác hay sao chứ?" Lần này Dương Thanh lắc đầu, không hề trả lời vấn đề của Mã Siêu, mà sắc mặt anh nháy mắt liền băng lạnh tới cực điểm, tinh thần cũng phóng xuất ra một luồng sát cơ nồng đậm. Một màn này để Mã Siêu càng thêm mơ hồ, sát cơ khủng bố mà Dương Thanh phóng thích ra đã khiến cho anh cảm thấy toàn thân đều không cách nào động đậy, trong lòng không thể khống chế dâng lên một nỗi sợ hãi. Mã Siêu nhưng không được run giọng nói: "Thanh Thanh ca, anh làm sao vậy?" Dương Thanh âm thanh lạnh lùng nói ra: "Không cần đi tìm nữa, bọn hắn đã tới tận cửa." Câu trả lời này để Mã Siêu có chút há miệng, không thể nghĩ ra, càng không rõ Dương Thanh đã xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên bộc phát ra sát cơ đáng sợ như vậy. Mà bên trong căn phòng cũng chỉ có một mình anh và Dương Thanh. Anh không tin sát cơ của Dương Thanh là nhầm vào mình. Cộc, cộc, cộc. Đúng lúc này, một tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Mã Siêu lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, một vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía cửa phòng. Mặc dù Mã Siêu cũng là nhân vật đã từng trải qua rất nhiều biến cố to lớn, nhưng từ khi anh đến nơi này, chỗ nào cũng đều lộ ra khí tức quỷ dị. Cả người anh phảng phất như thần trí đều nhận một chút ảnh hưởng. Cho dù tại thời điểm ở bên trong thế giới mới, bất luận phải đối mặt với địch nhân cường thế tới cỡ nào, anh vẫn là kẻ bất khả chiến bại, một tư thế không hề sợ chết. Cho dù là trước đó, cùng Dương Thanh tại buổi triển lãm bán hàng trên đỉnh núi, suýt nữa đã bị Thanh Nguyên mà Hoàng Phi mang đến giết chết, anh cũng chưa từng có chút khẩn trương nào. Nhưng là giờ khắc này, vẻn vẹn chỉ là một tiếng đập cửa rất bình thường, điều đã khiến cho toàn thân anh vô cùng khẩn trương, nháy mắt liền từ trên giường đứng bật dậy. Mồ hôi trên đầu anh không thể khống chế trượt dài theo khuôn mặt. Chỉ là một chút đồ chơi nhỏ mà thôi, không cần phải khẩn trương như vậy. Dương Thanh nhìn thấy dáng vẻ của Mã Siêu không khỏi trấn an một tiếng. Nghe được lời nói của Dương Thanh, Mã Siêu lúc này nháy mắt mới bình tĩnh trở lại. Cảm giác an toàn khi theo bên cạnh Dương Thanh lại tràn đầy, vội vàng vận chuyển linh khí trong cơ thể, làm tốt việc chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Đứng lúc này chỉ thấy Dương Thanh đánh ra một luồng linh khí nhắm thẳng về phía cửa phòng, khóa cửa phòng nháy mắt bị vỡ nát. Ngay sau đó liền thấy một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi, có làn da trắng mốt, dáng vẻ ngọt ngào, dáng người tuyệt mỹ, mặc một bộ váy ngắn đỏ tươi, đi giày cao gót
chậm rãi bước về phía Dương Thanh. Sau khi nữ tử này nhìn thấy bên trong phòng của Dương Thanh có hai người, nàng hơi sững sờ, tự hồ có chút kinh ngạc. Tuy thế thì theo sự sắp xếp của Trương Hâm thì một người ở một phòng. Chẳng qua nữ tử cũng nói gì nhiều mà đi tới trước mặt Dương Thanh, nở một nụ cười ngọt ngào. Mã Siêu thấy người vừa tới là một nữ nhân xinh đẹp, không khỏi đưa tay lau mồ hôi lạnh trên gương mặt, quay nhìn Dương Thanh lúng túng cười một tiếng. Em còn tưởng kết quả lại là một mỹ nữ, Trương Hâm này thật đúng là người giỏi định bợ. Khi người tới mình mới vừa rồi đã bị dọa đến tim đập loạn, Mã Siêu cảm thấy vô cùng xấu hổ vì quá căng thẳng mà thất thố trước mặt Dương Thanh. Đồng thời anh nháy mắt cũng liền minh bạch, đây có thể là nữ nhân do Trương Hâm phái tới. Chú ta thì một đám cường giả, bình thường đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng rất hay yêu cầu thu xếp mỹ nữ đi cùng hầu hạ bọn hắn. Chỉ có điều Mã Siêu anh cũng phải là loại người như vậy, mà cũng hiểu rõ Dương Thanh không phải là loại người như thế, nên lập tức phất phất tay với nữ tử nói rằng: ra ngoài đi, chúng ta không cần. Nữ tử hơi có chút kinh ngạc, bên trong ánh mắt còn mang theo vài phần thẹn thùng, lập tức nói: đại ca, ta là Trương Tiên Sinh cố ý thu xếp đến xò bóp cho các ngài. Các ngài một đường bôn ba vất vả, ta sẽ đem lại cho các ngài những gì thoải mái nhất. Ngài nói các ngài đều là đại anh hùng của Cửu Châu chúng ta, lần này tới đây để thực hiện sứ mệnh cho Cửu Châu, ta sùng bái nhất là các ngài, những siêu cấp đại anh hùng này. Ngay từ lúc Mã Siêu đang chuẩn bị tiếp tục đuổi nữ tử rời đi, nhưng để Mã Siêu ngoài ý muốn chính là Dương Thanh vậy mà lại lên tiếng. Dương Thanh, tại sao khi nữ tử đi vào, ánh mắt của anh phóng đãng nhìn về phía nữ nhân, giống như muốn nhìn thấu nàng, gần như không bao giờ rời khỏi thân thể của nàng. Một màn này đã khiến Mã Siêu vô cùng kinh ngạc. Dù sao thì bên trong ấn tượng của anh, Dương Thanh không phải là người như vậy. Mà Dương Thanh lúc này vậy mà vẫy vẫy tay với nữ tử lên tiếng: nếu là do Trương Tiên Sinh an bài, vậy còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ, nhanh tới đây. Mã Siêu lập tức há to miệng, khó thể tin nhìn về phía Dương Thanh, lập tức nói: Thanh ca, vậy em đi ra ngoài trước, em sẽ không quấy rầy anh nữa. Dương Thanh không nói một lời nào, còn Mã Siêu thì lập tức đi về phía cửa. Nữ tử kia đi tới bên người Dương Thanh, đặt hai tay lên bả vai Dương Thanh. Đến lúc này Dương Thanh đột nhiên ra tay, một trảo tóm chặt cổ nữ tử, đem nữ tử nhấc bổng lên không trung. Dương Thanh đột nhiên động thủ, để Mã Siêu vừa đi đến cửa, nháy mắt liền sửng sốt, tròn mắt nhìn sang Dương Thanh. Anh cảm thấy Dương Thanh từ sau khi đi vào bên trong thế lực nhỏ này đã trở nên rất quái lạ. Mã Siêu thấy nữ tử xinh đẹp tại trong tay Dương Thanh liều mạng giãy giụa, quấn họng như bị bóp nghẹt, thì phát ra được những thanh âm ư a đầy đau đớn. Một chữ đều không nói ra được, anh liền vội vàng khuyên Dương Thanh: Thanh ca, anh làm sao vậy chứ? Nhanh buông tay ra đi, nếu anh còn bóp như vậy sẽ chết người đó.